để có thể dịch được video tiếng Trung sang tiếng Việt, phục vụ cho cái việc gắn sản phẩm bán hàng ở trên TikTok của Việt Nam. Chúng ta sẽ làm theo các bước như sau nhé. Ví dụ đây là một cái video bán mic mà mình cần Việt hóa nhé. Mình sẽ copy cái đường link của nó, bấm vào đây này, bấm hình chữ xích này, rồi vào trang go-downloader.com nhé, dán nó vào đây. Nó hiện ra như thế này thì chúng ta chọn là video no watermark nhé, nghĩa là nó không có cái đóng dấu nhé. Chờ một chút để nó tải về. Sau đó thì chúng ta sẽ phải tải và cài hai cái, đó là gì? Cáp cắt của quốc tế và cáp cắt Trung Quốc nhé. Cái cách tải và cài đặt nó dễ thì chúng ta lên mạng tìm và cài nhé. Sau khi mà tải về rồi, chúng ta bật cái thằng cáp cắt Trung Quốc lên nhé. Bấm vào đây, bấm vào import này nhé. Đây là cái video mình đã tải về này, chọn open, chúng ta kéo nó xuống đây, chúng ta bấm vào chữ T này, kéo xuống mục thứ ba từ dưới lên, bấm vào cái nút này để nó tạo sub tự động nhé. Sau khi nó tạo sub xong thì chúng ta bấm vào cái nút này là xuất file nhé. Ở đây mình sẽ chỉ định một cái thư mục để xuất file ra, ở đây mình để là desktop nhé. Bình thường ấy, xuất video thì bấm vào đây. Bây giờ mình chỉ có lấy cái file sub, cái file mà chữ thôi, thì mình để dấu tích ở đây nhé, chọn str xuất file. Bây giờ quay ra ngoài desktop, nó đã xuất hiện đây rồi nhé. Tiếp theo mình sẽ cài cái phần mềm, nó có tên là sub title editor nhé. Ở đây mình cài rồi cho nên là cái file này nó hiện lên như vậy nhé. Đây này, mình bật vào nó, mình vào auto translate. Auto translate ở đây là tiếng Trung đúng không, mình chọn là Chinese simplify, nghĩa là tiếng Trung giản thể nhé. Bên này mình chọn Việt Nam, được chưa? Sau đó mình chọn translate, cần chỉnh những đoạn này nếu mà nó chưa khớp nhé. Sau khi xong rồi thì mình chọn xếp thôi, xếp vào nhé. Bây giờ mình sẽ quay sang cáp cắt quốc tế, chọn import. Rồi bây giờ mình import cái này vào nhé, mình kéo nó xuống, mình tắt cái tiếng này đi. Bây giờ mình vào mục text, vào chọn local caption, chọn import cái file srt vừa rồi nhé. Vừa nãy là mình để số 3 đúng không, vào đây. Bây giờ mình kéo xuống, đấy, cái chữ nó đã lên rồi nhé. Bây giờ mình để chữ vàng to to một xíu cho nó dễ nhìn nhé. Nói chung là dùng ở trên máy tính thì cái cáp cắt này nó hơi khó so với điện thoại, đấy, theo mình là như vậy. Rồi bây giờ nó chưa có cái người đọc đúng không, mình chọn cả cụ này nhé, bấm vào text to speech, kéo xuống dưới, chọn cô gái hoạt ngôn hoặc thanh niên tự tin tùy vào cái nhân vật này nhá. Ở đây mình sẽ chọn là cô gái hoạt ngôn và chọn start reading, chờ một xíu để nó đọc. Đấy, xong rồi đấy. Nghe này, có phải bạn không cần mic cài áo khi mới video không? Rất đồ đấy. Như vậy là mình đã dịch được từ tiếng Trung sang tiếng Việt để phục vụ cho cái việc là gắn sản phẩm của mình nhé. Bây giờ mình chọn xuất file này. Đây này, ở đây mình để là desktop nhé. Đấy, và mình chọn export, chờ một xíu để nó xuất file ra. Nó xuất ra xong là mình đưa lên trên cáp cắt ở điện thoại thì mình dễ chỉnh phông và mình dễ ngắt dòng. Đấy, ngon chưa? Xung quanh đến với tôi bây giờ. Với hạng ca thì tạm thời như thế là được rồi nhé. Các bạn hãy làm và comment ở phía dưới nhé. Chưa hiểu đoạn nào thì cứ đưa câu hỏi vào cái phần bình luận thôi.